Chiều ngày 9 tháng 5, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, thông tin vụ việc Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu lạ khi diễn trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời, gây tranh cãi trong thời gian qua. Tại cuộc họp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, đơn vị tổ chức chương trình, đã báo cáo cụ thể về quá trình chuẩn bị, công tác tổ chức. Nhà thiết kế cũng như ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tường trình về thiết kế trang phục cho đêm diễn. Theo như nội dung tường trình, bộ trang phục và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí, tạo hiệu ứng về mỹ thuật, không nhằm mục đích gì khác. Đại diện công trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, ông Huỳnh Minh Hưng, nhà thiết kế đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo chí, ý kiến của đại diện các cơ quan có liên quan trong cuộc họp và sẽ rút kinh nghiệm trong các show diễn tiếp theo. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã có biên bản ghi nhận các ý kiến của đại diện cho các cơ quan liên quan dự họp cũng như các nội dung phản hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, ông Huỳnh Minh Hưng và nhà thiết kế. Để có căn cứ cho việc đề ra giải pháp xử lý phù hợp, Sở sẽ mời một số chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan để cho ý kiến thẩm định. Sau khi có kết luận, sẽ tiến hành các bước tiếp theo, ông Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết thêm.